Xin chào các bạn. Thì sau khi mình đi về bên Garden Center, mình tìm không có được mấy cái bông amaryllis, thì mình ngay chỗ trên đường về thì mình ngừng ngay chỗ Hilton Garden Center, tại vì lúc trước mình cũng mua mấy cái bông amaryllis ở đây. Thì mình ghé ngang đây để coi coi họ có mấy cái bông đó không. Thì khi vô vào cái cổng chính của họ thì họ có rất là nhiều bông rực rỡ cho vào mùa xuân luôn nha. Mấy cái bông này là cái màu đỏ, màu hồng, màu cam, những cái bông rất là đẹp. Thì cái chậu bông hibiscus này á, thì là 19 đồng một chậu cho 3 galon. Sau đó mình đi vô á, thì mình thấy nguyên một dãy roses luôn. Mấy cái bông roses mà thuộc là dạng mà nhỏ 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 á, rất là dễ thương. Đó, những cái chậu này á, mà mình mua mình đem về đẹp lắm ha các bạn. Để chân ngay trước cửa nhà là hết sảy luôn á. Rồi khi mình đi ngang qua cái khu Roses á, thì mình đi vô bên trong mà có cái mái che, thì mình thấy những cái chậu bông amaryllis rất là nhiều màu rực rỡ luôn các bạn, nhiều đủ loại hết, màu hồng lợt, màu đỏ, rồi những cái có những cái là mình đã có ở nhà rồi nhưng mà nhìn thấy mê quá trời ơi. Nó có cái chậu bông này nè, một cái thân ấy thôi mà hả, sáu cái bông luôn á, một nhánh của cái cây bông á mọc lên mà nó tự tỏa ra, là nở ra là tất cả là 6 cái bông, rất là đẹp luôn, màu hồng lợt. Đó, mình vô đây mình thấy cái chậu này mình chấm rồi nha. Thì qua đây mình cũng thấy mấy cái bông này là cái loại bông này mình hình như là họ nói là tiếng Việt của mình tên là cẩm tú cầu. Thì cái chậu đó thì bán 12 đồng 99 một chậu. Rồi qua đây những cái bông mà cactus á. Cactus thì những cái màu rất là đẹp luôn ha. Màu hồng, cánh sen, màu đỏ, màu vàng. Và mình cũng cái chậu cactus này thì họ bán 6 đồng 99. Thì có một cái màu tím tím này rất là dễ thương, cũng thấy lạ lạ. Và đi vô sâu một chút nữa thì họ có bán, ở đây có bán rất là nhiều phân luôn. Thì mấy cái bịch phân này là mấy cái phân không có phải là organic nha các bạn. Đây là mấy cái phân nè, mấy cái bịch phân này mới là phân organic nè. Thì là thường thường mình cũng hay dùng mấy cái phân organic trong cái khu vườn của mình lắm. Rồi mấy cái chậu nước, tưới nước màu vàng, màu xanh rất là đẹp, rất là xinh luôn.
quá trời phân, họ bán ở đây quá trời phân luôn. Mấy cái bone meal này rất là tốt cho cây nha, tốt cho rễ cây, cho rễ cây mạnh, rồi mấy cái cây chống tre, rồi mấy cái chậu ở đây màu mè rất là đẹp, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, rất là dễ thương ha. Ở đây họ cũng có bán ớt, rồi bán cà chua nữa, cũng mình thấy rất là rẻ các bạn, chỉ có 1 đồng 99 một chậu thôi, quá trời luôn, nguyên một dãy luôn, nguyên dãy cà chua. Nhà mình mà chưa có gieo cà chua là mình cũng vô đây rinh mấy cây luôn á. Bây giờ mình có ở nhà mình gieo mấy cái cà chua loại ngọt á, mình gieo có nhiều nhiều cây lắm. Này là mấy cái cây seri nè, cái này là bụi, bụi thuộc dạng mà bụi seri bush, cái bush cherry á. Bán ổi, này là ổi trắng, thì ổi mình thấy còn leo que mấy chậu thôi à, chắc người ta mua hết rồi quá. Rồi kế bên này thì mấy cái này là cam chanh khô, cam chanh quất bưởi ở đây. Thì mình thấy có một cây tắc nè các bạn. Thì cây này là cây Washington Navel Orange. Cái này là cây tắc, cái thân cao lắm, cũng cỡ 6 feet luôn á. Cũng nhưng mà được bài trái, không có xum xuê nhiều. Còn mấy trái nhỏ li ti thì họ bán một chậu tắc đó là 60 đồng một chậu. Thì những cái citrus ở đây mình thấy tương đối là đồng giá hết đó các bạn. Cam chanh quýt bưởi gì mình thấy là đều là 60 đồng một chậu hết. À, giống như cái cây này nè, Brown Salad Sashimi, cũng là 60 đồng. Còn này là bưởi nè, cái Sashimi thì là 60 đồng một cây một chậu, bưởi cũng là 60 đồng luôn. Cái thân thì cũng bự bự, cũng khoảng một ngón tay của mình. Có những cái chậu vít á, Page Mandarin. Giờ này phần đông là cũng bà con cũng đi mua cam chanh quýt bưởi cũng nhiều lắm, cho nên là mình thấy cũng không có còn nhiều cây. Này là chanh, xin lỗi các bạn, cái đó là cam. Này là chanh, cây chanh nè. Này cây chanh vàng.
Và xuống đây mình có thấy mấy cái chậu chanh cẩm thạch á. Cái loại này là mình có một một cây ở nhà. Thì cái loại chanh này á, rất là mạnh nha các bạn. Mình mua năm vừa rồi á, có một năm thôi mà bây giờ cây ra trái cũng nhiều lắm. Mấy cây chanh cẩm thạch này cũng là 50 đồng. Sorry các bạn, cũng là 60 đồng. Đồng giá với lại những cái cam chanh quýt bưởi kia. Thì bên đây là mấy dãy nho. Đây là mấy cây em nho. Ở đây mình thấy còn leo que những mấy cây avocado, mấy cây bơ. Thì bơ ở đây họ bán 60 đồng thuộc dạng cái cây mà Hass avocado á. Thì cái Hass avocado là mình hay mua ở ngoài chợ họ bán á, rất là creamy and buttery, ăn ngon lắm. Nhưng mà mình ở Fairbank Garden Center mình mới mua một cây rồi. Có một cây duy nhất mình thấy ở đây là cây hồng Fuyu. Không biết lạc loài ở đâu ra. Mình thấy để ngay đây. Còn nguyên cái dãy này là những cái cây bông thuộc dạng dây leo á. Đó, sau khi đi dạo một vòng xong thì mình lấy được chọn ra được 3 cây bông, một cây bông màu đỏ, cây bông màu hồng mà có 6 cây bông. Đây là thành quả của Houston Garden Center nè. Mình vô giống như mình rinh hết những cái cây amaryllis về luôn á. Cây là màu đỏ. Red Lion. Còn cái cây này, cái bông này á, thì một cái nó nhỏ, cho dù nó nhỏ nhưng mà một cái chùm của nó ra ra 6 cái bông, cho nên mình thấy lạ lạ thôi ra nhà luôn. Rồi thêm cái cây này thì không biết, mà thấy cái nụ nó bự quá cũng mê đem về luôn các bạn. Mỗi chậu này á, là 17 đồng một chậu, thì mình rinh về mình mua được 3 chậu. Rồi mình thấy cái bông list này nè. Không, bông này mình không biết bông gì. Nhưng mà thấy màu tím đẹp quá. Mình mua về cho má mình. Má mình thì thích cái loại bông này nè. Cái này thì 13 đồng một chậu, 22 đồng 99. 4 chậu tất cả thành quả của Houston Garden Center.